Trời mưa rồi. Ở kia có nhiều kim cương mà. Mình có thể chốt con nhà ở đó một cái giường nữa. Mình sẽ đi. Oh, what the fuck man? Cái gì đây? What? Lại lần nữa nè. Oh no. No. Yes, điều nó vô. Giờ sau ra, điều nó thôi. Yeah. Ok, và mình sẽ hướng dẫn các bạn để làm một cái bẫy nhà, bảo máy để bảo vệ nhà. Đầu tiên các bạn cần mấy phần khối, cái chìa khóa này, hay là các bạn có thể sử dụng một block nào mà mình thích. Mình sẽ sử dụng block này đây, và chúng ta sẽ cần đó là một sợi dây. Rồi có thể các bạn có thể xây bao nhiêu tuổi các bạn nha, mình chỉ xây 6 thôi, 7. Nhớ nha, cách ra block khoảng 3 ô, 2 3 4 5 6 rồi. Vậy đấy, xích xuống nha các bạn, ngồi xuống. Rồi các bạn muốn làm cho cái số này bỏ vào đây 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 rồi phần còn lại là những cây, bỏ những cây cung vào. Khoan, tuy biết bỏ cung vào thì cũng rất lâu cho nên mình sẽ ấy. Ok, thì mình đã bỏ cung tên vào xong hết. Bây giờ mình sẽ xây một căn nhà. Xây gì thôi, khá đơn giản. Khoan cho mình. Ok. Mình mong các bạn có thể like và share cho mình, tại vì mẹ nhà mình rất yếu cho nên khi đăng video rất sẽ chậm, mất vài ngày ấy. Cho nên mong các bạn ủng hộ cho mình. Làm YouTuber rất khó. Từ và mình sẽ bật chế độ ấy. Chết. Oh, chết mẹ rồi. Rồi, ok. Nếu như các bạn thấy hay thì hãy để lại một like và share cho mình. Ok, chào tạm biệt các bạn.